Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Chủ nhân, phía trước thăm dò được phản ứng năng lượng cao, đại quân chủng tộc sắp tới gần rồi. Cuối cùng cũng đến rồi, Nana, chuyển hình ảnh trực tiếp cho ta. Được. Vì số lượng trùng quá nhiều, hệ thống đang tính toán, còn 2 phút. Giai vọng xuyên trước đó nói số lượng trùng tộc nhiều vượt xa trước đó, mình vốn không có khái niệm gì, bây giờ xem ra số lượng vượt tưởng tượng của mình. Mình có thể thủ vững được không? Bây giờ không phải là lúc do dự, sắp tới rồi. Phòng giám sát của căn cứ, động đất sao? Không, là trùng chiều đến gần rồi. Dung chấn sinh ra từ việc hành quân của bọn chúng, dọc theo mặt đất truyền đến căn cứ. Điều này cũng quá khoa trương rồi, rốt cuộc có bao nhiêu chủng tộc mới có thể tạo thành loại chấn động thế này? Mẹ nó, cái lũ chết tiệt này. Na sắt thì cũng phải quyết một trận tử chiến. Vậy mà đại quân xuất động. Bất luận như thế nào cũng phải thủ chết ở đây. Kẻ nào dám lâm trận bỏ trốn, nghiêm trị không tha. Vâng. Anh trai đã đánh nhau với trùng chiều rồi, bây giờ chỉ có thể tin lão đại thôi. Anh ấy đều luôn là một người đàn ông sáng tạo ra kỳ tích, lần này cũng nhất định là vậy. Tôi cũng tin Diệp Hạo, cậu ta nhất định có thể bình an quay về. Bây giờ muốn một hơi diệt hết lũ trùng là không thể rồi, nhưng ít nhất phải tận khả năng giảm bớt số lượng của lũ trùng. Kéo dài thời gian để căn cứ chính có thể xây dựng càng nhiều công trình phòng ngự, giới bớt áp lực phòng thủ. Còn 30 giây trước khi trùng chiều xâm nhập. Chủ nhân, trùng chiều đã vào phạm vi bắn, chúng ta có cần xuất kích hay không? Đừng hoảng, để hỏa lực phòng ngự công kích trước, đợi sau khi tiêu diệt một nàn trùng chiều thì chúng ta ra tay sau. Có điều, phát súng đầu tiên của cuộc chiến này vẫn phải để ta bắn. Đạn bắn như mưa. Đồ, hỏa lực của cỗ máy móc này mạnh quá, chủng tộc vừa lên thì đã bị lỗ cho tan tành. Nhưng lại có càng nhiều chủng tộc vòng tới bên tường thành rồi. Chủng nhảy vuốt sắc, Never 45. Số lượng này không đúng lắm, nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng, rốt cuộc. Phát súng máy liên thanh cao cấp, tháp súng máy liên thanh cao cấp level 80. Lại bị đánh thành cái sàng. Đã, tuyệt vời, hỏa lực của tháp máy móc này cao hơn nhiều so với quy chế thường. Thằng nhóc này sao mà làm được vậy? Nhận răng lanh ăn mòn level 60. Không tốt, nhận ăn mòn xuất hiện rồi. Tính ăn mòn của dịch chua mà loại trùng này phun ra cực mạnh. Hơn nữa độ bắn rất là xa, cho dù là tường thành làm bằng sắt cũng sẽ bị hòa tan. Dịch chua bị ngăn chặn ở bên ngoài tường thành rồi. Cái đó là lá chắn năng lượng. Tường thành của chúng ta không có loại công năng này. Hơn nữa chỉ cần tài nguyên, quán chủ không dứt, chỉ số chắn sẽ không ngừng khôi phục. Quá là trâu bò rồi. Tường phòng ngự lá chắn Never 80, độ bền bỉ 100%, chỉ số chắn 60%. Nhưng cho dù có thể phòng ngự được, nhận ra ngăn mòn này đã ở ngoài phạm vi công kích của tháp máy móc, không thể nào tạo thành tổn thương hiệu quả. Khoan đã, cái đó là pháo hạng nặng cự ly xa Level 80. Pháo hạng nặng cự ly xa. Đù, pháo hạng nặng này tuy tốc độ công kích không cao, nhưng phạm vi công kích và uy lực lại cực mạnh. Pháo sáng ma tinh xung kích Never 80 làm rất tuyệt. Những vũ khí này cũng quá mạnh rồi, đây căn bản chính là đơn phương chèn ép.
Cứ công kích như này chúng ta có thể thắng. Không đúng, không thể nào đơn giản như vậy. Hệ thống đến nay vẫn chưa cho ra số lượng cụ thể. Điều này nói rõ số lượng. Cảnh báo. Hệ thống đã kiểm tra ra số lượng cụ thể của trùng chiều. Chuyện gì vậy? So với số lượng tiêu trùng bình thường của trùng chiều trước đây, số lượng trùng tộc xâm nhập lần này nè. Mọi người mau nhìn, con chữ đó nè. Số lượng trùng chiều còn lại 1000%, tức là nói số lượng trùng chiều xâm nhập lần này gấp 10 lần lần trước đây. Sao có thể nhiều như vậy chứ? Đừng nói Diệp Hạo. Dù cộng toàn bộ hỏa lực của căn cứ chính vào cũng không thể nào thủ được. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, chúng ta đều phải chết ở đây. Dự tính xấu nhất mà trước đó mình dự đoán cũng chỉ có 5 lần, bây giờ trực tiếp nâng lên 10 lần sau. Lần này chúng ta thua rồi, cho dù có Diệp Hạo ở tiền tuyến, chiến đấu cũng vô ích. 10 lần sau, mình biết sự việc không đơn giản như vậy mà, nhưng số lượng này cũng quá khó tin rồi. Có phải số lần loài người chúng ta xâm nhập vào lãnh địa của bọn chúng quá nhiều, khiến bọn chúng tức điên rồi không? Nhưng điều này cũng không quan trọng. Điều quan trọng là cộng sự của ta còn ở hậu phương, ta tuyệt đối không thể nào để các ngươi tới đó được. Tuy mình cũng không biết có thể làm được hay không, nhưng mình sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Nana, Xích Hồng Tuệ Tinh, tới lượt chúng ta lên sân rồi. Không có lệnh của ta, tuyệt đối không thể rút lui lại. Hiểu rồi chủ nhân. Lên nào. Tốc độ tăng 30%. Tới đi, mở hết hỏa lực. Số lượng trùng chiều còn lại 950%. Số lượng trùng chiều còn lại 880%. Những nhân loại này khá có bản lĩnh đấy. Nhưng các ngươi đều là đội hình lục chiến, trên không hoàn toàn không có phòng ngự, đi chết hết cho ta. Mũi cánh mũi độc Level 60. Ai cho ngươi can đảm nói chúng ta không có quyền khống chế trên không? Chủ nhân, không, thằng nhóc đó khá biết nhìn xa, vậy mà biết tạo ra một trang bị bay đẹp cho ta. Nhưng ta sẽ không vì điều này mà từ bỏ ý nghĩ giết người. Có điều trang bị này thật không tồi, khiến ta được tận hứng giết. Ngày chết của ngươi lùi lại sau đi, để ta giết hết lỗ trùng kinh tởm này trước rồi tính. Số lượng trùng chiều còn lại 700%. Cảnh báo. Số lượng đạn thấp hơn dưới 30%. Số lượng đạn dược thấp dưới 30%. Chủ nhân, số lượng đạn dược không đủ rồi. Cứ như này không bằng tập trung tất cả đạn dược cho kỹ năng tất sát cuối cùng của cỗ robot này sử dụng. Chiều kỹ năng tất sát cuối cùng đó sao? Cũng được. Đánh nẻ không bằng đánh lớn, giao cho ngươi đấy duy tử. Hiểu rồi chủ nhân. Bắn ra. Nana, Xích Hồng Tuệ Tình, lập tức rút khỏi khu vực bán kính một cây ở phía trước ta. Ta muốn chơi lớn rồi. Rõ. Mắt cầu cùng bắn. Nhưng nhân loại này lại muốn làm cái trò quỷ gì vậy? Từ bỏ đi. Ở trước số lượng tuyệt đối, bất kỳ phản kháng nào cũng vô ích thôi. Cái gì kia? Tặng ngươi một cây lấm lớn. Số lượng trùng chiều còn lại 500%. Đủ, uy lực của đại chiêu này được đấy. Chỉ là tên của chiêu thức này quá là không nghiêm chỉnh. Cảnh báo, số lượng đạn còn lại 0%. Số lượng đạn còn lại 0%. Không sao, vũ khí công kích xa không thể dùng thì đổi sang vũ khí cận chiến đi. Ây, ngươi đừng qua đây. Bất luận như thế nào chúng ta cũng phải thủ chết ở đây. Rõ. Sếp, cậu vì chúng tôi vậy mà chọn thủ chết. Không tốt, tín hiệu của camera giám sát mất rồi. Nghĩa nào là trùng chiều phá hoại thiết bị truyền tống tài nguyên của trạm tiền chia
của trạm tiền tiêu. Đáng hận, nếu tôi mạnh hơn một chút nữa thì có thể giúp đỡ được rồi, tại sao tôi lại yếu như vậy? Anh trai! Xin lỗi Diệp Hạo, cậu nhất định có thể làm được. Chúng ta đi giúp đỡ, không thể để cậu ta một mình gánh vác được. Không sai, chúng ta tốt xấu gì cũng là chiến đội cấp bậc cao, tuyệt đối không thể nào để mặc một cậu em cấp 1 đỡ cho chúng ta được. Thay vì ngồi không chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Hiện tại căn cứ ở trong trạng thái đóng chặt, cấm bất cứ ai ra ngoài, mời các đội viên ở khu vực của mình đợi lệnh. Tại sao? Bình tĩnh, tôi rất vui khi mọi người trước sự hoảng sợ không có mất đi huyết tính vốn có. Nhưng các cậu cũng phải phân rõ tình hình. Nếu như ngay cả Diệp Hạo cũng không thủ được, các cậu đi cũng chỉ là tìm đường chết mà thôi. Điều này, cho nên bây giờ nhanh chóng quay lại vị trí phòng ngự đã chỉ định, làm tốt chuẩn bị đón địch, đừng để sự cố gắng của Diệp Hạo uổng phí. Diệp Hạo, cậu đã cho chúng tôi quá nhiều bất ngờ, nếu không phải số lượng trùng chiều vượt ngoài dự liệu, thậm chí một mình cậu có thể giải quyết vấn đề. Không có tín hiệu, nhưng bây giờ tôi lại không thể nào giúp được cậu, xin lỗi. Lũ sâu bọ chết tiệt này quá nhiều, cứ vo ve bên tai phiền chết người ta rồi. Lala, level 62, lượng máu 35%. Ơi, chết đi. Xích Hồng Tuệ Tình, level 10, lượng máu 25%. Số lượng trùng chiều còn lại 300%. Độ hỏng hóc của huyễn ảnh huyết sắc 98%. Mình cuối cùng cũng đến cực hạn rồi sao? Tuy lực phá hoại của đại trung đủ kinh người, nhưng dù sao lại cận chiến, cộng thêm số lượng của trùng chiều mãi không hết. Huống chi, trạm truyền tống tài nguyên đã bị phá hỏng rồi, vũ khí phòng ngự phần lớn đều không dùng được nữa. Chỉ cần trung tộc công phá, công trình phòng tuyến cuối cùng này thì sẽ xông thẳng đến căn cứ. Cách duy nhất bây giờ, chỉ còn cách mở tài khoản ám ảnh quân vương sao? Nhưng tư sản còn lại của mình còn phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian nữa đây? Tuy tim đang nhỏ máu, nhưng không quản nữa. Hệ thống đổi ám ảnh. Đây là hoa tuyết, chiến trường sao lại có hoa tuyết? Thiên băng hàn kiếm. Cô ta là nữ trùm của Hoàng Chính. Tuyết Lộc, level 140. Cô ta là người có chiến lực đỉnh cấp của Hoàng Chính. Hoàng Chính không phải định chơi xỏ chúng ta hay sao? Tại sao bây giờ lại ra tay giúp đỡ? Rốt cuộc có mục đích gì? Ây, vậy mà dám một mình đối đầu lại với trùng chiều quy mô lớn như này. Tuy rất can đảm, nhưng lại ngu xuẩn vô cùng. Có điều chút trình độ này còn lâu mới đủ. Lại có một nhân loại da mịn thịt mềm, nhìn trông rất ngon ăn, tới đi, mau vào trong miệng của ta. Băng xương đột kích. Cô ta mạnh quá. Muốn ăn ta sao, cứ việc tới. Nếu lũ sâu bọ các ngươi đủ mạnh, ta không để bụng bị các ngươi ăn đâu. Ma tinh đó nà. Ma tinh triệu hoán. Lữ thần băng xương. Cô ta muốn làm cái gì? Phun khí đóng băng. Đông cứng. Phun khí đóng băng, ma pháp tối hậu của Lữ Thần Băng Xương gây ra thương tổn trong bán kính 500m, không khác biệt so với ma pháp thuộc tính băng, có chút hiệu quả đông cứng. Đông cứng, không thể nào hành động, kéo dài thì sẽ mất mạng. Số lượng trùng chiều còn lại 250%, trốn. Đây là công kích không phân biệt hay sao, cô ta chuẩn bị cuốn cả mình vào. Tiêu rồi, robot không cử động được rồi, Xích Hồng Tuệ Tình. Nguy hiểm quá, cô gái này thật là khủng bố. Không nói hai lời, vừa lên thì chơi lớn, hơn nữa. Số lượng trùng chiều còn lại 200%. Một chiều thì giết trùng chiều với quy mô bình thường,
đây là chỗ khủng bố của cấp 140 sao? Nhưng cô hủy huyễn nẳng huyết sách của tôi, thù này phải tính vào cô. Đại chiêu của cô ta dùng hết rồi, xông lên. Xông lên, tuy cô ta rất mạnh, nhưng một người là không thể nào giết được cả đoàn trùng chiêu chúng ta. Ây, xé xác cô ta. Anh nói tôi chỉ có một đại chiêu. Băng xương tử vong. Viêm vũ khúc. Đây, số lượng trùng chiêu còn lại 150%. Tiếp tục tới, lũ sâu bọ đáng chết, tới đi. Công kích áp sát. Ơi cẩn thận, Nana cẩn thận, cho dù chuyên tâm giết địch cũng không thể nào phớt lờ tình hình xung quanh. Chủ nhân. Ồ, chủ động đỡ công kích của tôi vậy mà còn không chết, rất thú vị. Khí tức trên người của cậu, lẽ nào con chuột trước đó nhìn trộm ở bên ngoài căn cứ chính là cậu? Vậy mà bị cô phát hiện rồi, không hổ là cường giả cấp 140. Vì vừa rồi suýt chút nữa bị sóng công kích không phân biệt của cô cuốn đi. Có điều khách quan mà nói, sự xuất hiện của cô quả thật đã giải vây thay tôi. Tôi buộc phải nói cảm ơn một tiếng với cô. Vừa rồi hắn không màng sống chết của bản thân mà cứu mình. Nếu cậu đã nhìn ra được cấp bậc của tôi là 140, điều này nói rõ cấp bậc của cậu chắc cũng xem. Có điều cảm ơn người đối địch với trận doanh. Cậu không phải là tự tin thì chính là ngu ngốc. Con người của tôi yêu hận rõ ràng, cảm ơn là cảm ơn. Món nợ cô hủy hoại robot yêu quái của tôi cũng phải nhớ để tính. Người phụ nữ này rất là nguy hiểm. Vậy sao, thật thú vị. Tôi trước giờ chưa từng gặp ai dám nói chuyện với tôi như vậy. Tôi rất tò mò cậu sẽ đòi nợ tôi như nào. Có điều trước lúc đó, cậu còn có một chuyện phải làm. Đó chính là sống sót. Thứ gì? Số lượng trùng chiều còn lại 100%. Mãnh ma thâm nguyên. Never 110. Boss của phó bản. Boss của trung tông. Khi trùng chiều nhanh chóng giảm tới 100% thì sẽ xuất hiện boss sau. Nghĩa nào đây chính là mục đích của cô ta. Thật là một kế hoạch nhất cử lưỡng tiện. Thứ nhất là ra tay can thiệp vào việc tiêu hao số lượng trùng chiều trước, tránh cảnh môi hở răng lạnh ảnh hưởng đến căn cứ của Hoàng Chính. Thứ hai là để boss thay cô ta hủy hoại căn cứ của Hàn Mặc. Các cô không tốn một binh một tốt, ngộ nhỡ Hàn Mặc không ngăn cản được thì sẽ có thể vào. Lấy cái giá nhỏ nhất đổi lấy cái lợi ích lớn nhất. Thật ra không cần phải phiền phức như vậy, lấy năng lượng của cô solo cả căn cứ của Hàn Mặc cũng không phải là không có khả năng. Tôi không có hứng thú với lũ gà mờ, mà sự tranh giành lợi ích nhàm chán của các tập đoàn lại càng khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi làm như vậy chỉ là để có cái ăn nói với lãnh đạo cấp cao của tập đoàn mà thôi. Cậu thông minh hơn tưởng tượng của tôi, nhưng sự chênh lệch ở phương diện thực lực không phải chỉ dựa vào một chút khôn vặt thì có thể bù đắp, nếu cậu có thể sống sót. Tôi rất mong chờ ngày cậu đến đòi nợ tôi. Phương thức biến mất như này giống cách rút khỏi của Tuyết Hạc lúc trước. Có điều nói ra thì mình không phải trong thời gian ngắn ngủi gặp được ba cô gái học tuyết rồi hay sao? Tuyết Hạc, Tuyết Nệ, Tuyết Nọc. Giữa bọn họ lẽ nào có quan hệ gì sao? Bỏ đi, bây giờ không phải là lúc nghĩ chuyện này. Buộc phải nhanh chóng nghĩ cách đối phó với boss, nếu không mọi cố gắng làm vào trước đó đều sẽ thành công cốc. Trùng chiêu đã giảm đến số lượng bình thường rồi, cứ thả bọn chúng qua đó, căn cứ chính chắc chắn là có thể phòng ngự được. Mình phải dồn tinh lực có hạn vào việc đối phó với boss. Nhưng trạm truyền tống tài nguyên đã bị phá hủy, liên lạc của căn cứ chính trước đó cũng đã bị cắt đứt. Đoán chắc bên phía căn cứ không biết chuyện Tuyết Lộc xuất hiện,
buộc phải thông báo tình hình chiến đấu về căn cứ chính, để mọi người làm tốt công tác chuẩn bị đón địch. Nana, ngươi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất quay lại căn cứ chính, thông báo tình hình chiến đấu ở bên chúng ta cho Rai để hỗ trợ phòng ngự. Đây nè, mình được khôi phục rồi sao? Tên đó cho mình hết số tài nguyên còn lại. Đừng ngây ra đó nữa, đi mau. Được được. Hắn định solo với boss hay sao? Người đừng có chết. Người nếu có chết cũng chỉ có thể một mình ta giết chết. Tới đi xích hồng tuệ tình. Chúng ta nhất định là phải thủ chết ở đây, không thể nào để boss phá ải. Phòng giám sát của căn cứ. Tín hiệu phía trước đứt rồi. Là trạm truyền tống tài nguyên bị phá hỏng rồi sao? Số lượng trùng chiều còn lại 350%. Xong rồi. Còn nhiều trùng chiều như vậy. Tuy rằng thằng nhóc đó giảm số lượng trùng tộc từ 1000% xuống còn 350% đã là rất giỏi rồi. Nhưng như thế cũng vượt ngoài phạm vi mà chúng ta phòng ngự được. Chúng ta chết chắc rồi. Đã mất liên lạc với tuyền tuyến được một khoảng thời gian rồi, nhưng Diệp Hạo sao vẫn chưa trở về? Trước đó mình đã dặn cậu ta một khi không thể nào kiên trì được nữa thì mau chóng rút lui. Nghĩa nào cậu ta? So với cái mạnh của não già như mình, mắt thấy một tân binh có tiềm lực vô hạn như thế đi chết mới khiến ta tiếc nuối. Nhưng tất cả cũng chưa đến đoạn kết, vẫn không thể nào đưa ra kết luận cuối cùng. Vực dậy tinh thần hết cho tôi, bây giờ vẫn không phải là lúc từ bỏ. Ai nếu như còn tiêu cực bi quan nữa, tôi bây giờ cho người đó chết. Vâng, vâng, thưa thầy. Vân Phi sao rồi, liên lạc được với Diệp Hạo hay chưa? Không được, cho dù dùng thiết bị liên lạc chuyên dụng của căn cứ cũng vẫn không liên lạc được. Sao lại như vậy? Diệp Hạo ở tuyền tuyến liều mạng, chúng ta lại ngay cả tình hình của cậu ta cũng không biết sao, đáng hận. Mọi người đừng lo lắng, anh nhất định sẽ không sao. Anh ấy trước giờ không để chúng ta thất vọng, không phải hay sao? Không sai, phải tin lão đại. Nói không chừng lão đại bây giờ đang xử lý tàn binh bại tướng của trung tộc, nhặt trang bị nhặt đến mỏi tay không chừng. Trong lòng Vân Phi rõ ràng lo lắng an nguy của lão đại hơn bất cứ ai, nhưng phải cố tỏ ra trấn định an ủi mọi người. Mình không thể nào để em ấy một mình chống đỡ. Tuy chuyện mình muốn làm nhất là cùng với lão đại kề vai sát cánh giết địch ở tiền tuyến, nhưng là người đàn ông duy nhất ở trong chiến đội lúc này, mình nhất định thề chết bảo vệ bọn họ. Yên tâm đi lão đại, dựa theo tốc độ trước đó, còn 5 phút nữa là có thể tới căn cứ chính. Chút tính độ tính toán này đừng ở trước mặt của ta mà mất mặt nữa. Nói chính xác là còn 5 phút 08 giây mới có thể đến nơi. Tuy chắc chắn có thể dẫn trước chủng tộc về căn cứ, có điều cơ hội tốt như vậy, mình tại sao không giết trước ít quái, kiếm chút điểm kinh nghiệm. Không biết nguyên nhân gì, trước đó giết nhiều chủng tộc như vậy, gỗng khẹo, vẫn không kết toán điểm kinh nghiệm. Bây giờ thử lại. Hơn nữa đã vào phạm vi liên lạc của căn cứ rồi, mình lát nữa trực tiếp gửi tin nhắn cho căn cứ là được. Điều này cũng không tính là làm trái mệnh lệnh của tên kia. Như vậy mình có thể yên tâm giết quái. Ây, mình thật sự là quá thông minh. Hỏa lực bắn phá. Cuối cùng cũng có điểm kinh nghiệm rồi. Ây, muốn nhiều hơn, nhiều điểm kinh nghiệm hơn. Kinh nghiệm cộng 3.000, cộng 3.000, cộng 3.000. Tiếp tục hiệu suất này, nói không chừng rất nhanh thì có thể vượt qua cấp bậc thật sự của tên đó, thoát khỏi sự khống chế của hắn. Nana level 70. Nana level 70, chuyện gì vậy, mình bị công kích rồi. Loài người còn con không biết sống chết. Kim giáp lang quần. Tình ảnh level 85. Người vốn có cơ hội chạy thoát lại quay ngược tìm chết, ta thành toàn cho người. Quái tình anh cấp 85 tiêu rồi. Mình quá mải mê trong khoái cảm chém giết, vậy mà không chú ý còn có một loại quái tình anh cấp bậc cao như này. Buộc phải lập tức gửi tin cho căn cứ. Chết đi. Chủ nhân. Cứu mạng. Ta không muốn chết. Chiến thuật bây giờ là thả lượng lớn trùng tộc qua trước, sau đó mình giữ chân boss PK với nó. Sau khi xử xong boss thì nhanh chóng quay về căn cứ chi viện.
Ám ảnh quân vương là đòn sát thủ duy nhất của mình, nhiệm vụ dung hợp của hắn cũng phải tốn thời gian, đốt tiền không phải là kế lâu dài. Mà bây giờ mình còn có một thắc mắc lớn hơn. Mãnh ma thâm nguyên, Never 110. Trước đó giết nhiều chủng tộc như vậy, sao không có kết toán điểm kinh nghiệm và trang bị rơi ra? Là có cơ chế đặc biệt hay sao? Mình sẽ không uổng công đấy chứ. Ngoài người dám một mình ở lại, ta không phục sự can đảm của người. Nhưng dựa vào ngươi vẫn không thể nào kéo chân ta được, càng không có tư cách đánh với ta. Ta không có thời gian nói nhảm với người, hệ thống, mở tài khoản ám ảnh. Đó là cái gì? What? Tinh anh đặc biệt. Ba anh em của Thánh Đường Hoàng Gia, Level 95. Đã nói PK mà, mình muốn mở một ám ảnh quân vương để nghiền nát nó mà cũng khó vậy. Con bot này rõ ràng rất mạnh, thế mà cẩn trọng như vậy. Hủy, buộc phải xử lý ba quái tinh anh này trước rồi mở ám ảnh quân vương, nếu không tiền của mình đoán chắc là không đủ đốt. Nên đi Xích Hồng Tuệ Tình, chúng ta phải trong thời gian ngắn nhất xử xong ba con quái tinh anh này. Tinh anh đặc biệt, ba anh em của Thánh Đường Hoàng Gia, Level 95. Không thể nào miểu sát. Xem ra ngoài kỹ năng giảm sát thương của chủng tộc ra, cấp bậc của mình cũng không thể nào làm ra biện pháp áp chế. Hơn nữa, lượng máu lại trong nháy mắt khôi phục rồi. Nghĩa nào ý nghĩa của tinh anh đặc biệt này? Chính là ba bọn chúng cộng hưởng lượng máu, buộc phải trong một lần giải quyết toàn bộ mới được. Hệ thống, tất cả điểm kinh nghiệm của ta bây giờ có thể nâng cấp bậc tài khoản liên kết của Xích Viêm Đế lên bao nhiêu? Trước mắt, cấp bậc liên kết của Xích Viêm Đế là cấp 100, nhiều nhất có thể nâng tới cấp 105. Như vậy sao? Cho dù chiến đấu trước đó không có kết toán điểm kinh nghiệm, cũng không lên, chỉ có thể tăng lên một chút như vậy. Cấp bậc liên kết của một tài khoản đơn sau khi đạt tới cấp 100, điểm kinh nghiệm cần mỗi khi tăng cấp đều phải gấp mấy lần. Xin ký chủ suy nghĩ trước khi mở khóa tài khoản mới. Suy nghĩ kỹ cái xít. Vào lúc quan trọng như này vậy mà xuất hiện lại cơ chế này, không phải muốn mạng của mình hay sao? Tài khoản Xích Viêm Đế không thể nào gây ra tổn thương mang tính hủy diệt đối với bot và quái tinh anh. Thời gian ngắn thì ám ảnh quân vương không thích hợp bạo phát được, đồng thời đối diện với nhiều cường địch như vậy, thật sự không muốn lãng phí ở giai đoạn tiểu quái. Đúng rồi, mình không phải lúc đầu lấy được bản vẽ, khiến mắt mình bừng sáng lên hay sao? Cũng là Mặc Khả Nhi cho mình. Dùng thanh vũ khí đó giải quyết ba con quái tinh anh này vừa hay hợp lý. Xích Hồng Tuệ Tình, ba tên này giao cho ngươi trước, giúp ta chống đỡ 10 giây. Duy Tử lập tức chế tạo vũ khí trong bản vẽ này. Được chủ nhân, cuối cùng vẫn phải chế tạo thanh vũ khí này rồi sao? Ta không thể nào không cảm ơn lần trước phúc lợi mà Mặc Khả Nhi đã tặng. Cô ấy quá hiểu đàn ông rồi. PFG IML 3000. Vũ khí cuối cùng đến từ dị thứ nguyên. Tuy uy lực mạnh mẽ, nhưng với kỹ thuật của thế giới hiện tại không thể nào chế tạo. Cho dù có thể chế tạo, cũng xin cẩn trọng. Tránh nao súng cướp cò tạo thành thương vong không thể cứu vãn. Đặc tính bỏ qua mọi phòng ngự giảm thương.